bạn, hôm nay mình có đem Vinaphone và đổi với sim 4G. Các loại sim Vinaphone đổi cho mình là loại sim 3.1, tức là chúng ta có thể dùng nano, micro hoặc là sim thường từ loại điện thoại. Mình đã gỡ cái kích thước nano ra và gắn chạy phone này. Hiện giờ mình đang ở cách cái trung tâm Vinaphone một đoạn, là chiếc sóng 3G hiện tại là chỉ được 4.5 vạch. Mình sẽ test thử xem cái chất lượng sóng 4.5 vạch này thì tốc độ 3G sẽ là bao nhiêu. Mình đang ở khu vực quận 3, khu vực gần Hồ Con Rùa. Mình chắc là ở trong sâu trong nhà nên là sóng hơi bị kém. Tốc độ download là khoảng 60. Download 70, download 30. Bây giờ mình sẽ chuyển sang 4G xem thế nào nhé. Các bạn lưu ý là đối với Android hay là Windows Phone thì các bạn thử ra 4G thoải mái. iOS thì từ iOS 8 trở xuống mới dùng 4G. Đây, sau khi chuyển 4G thì sóng sẽ còn 2.5 vạch. Vậy là sóng 4G rất là yếu hơn 3G, là do hiện tại chưa có nhiều cục cái sóng mà là chất lượng sóng bị kém. Mình sẽ split test luôn cái mặt sóng 2.5 này xem 4G được bao nhiêu. Pin vẫn bình. Tốc độ download ở đây là được hơn 45 MB/s. Nãy mình ở Vinaphone đó, mình có test đó, thì mình thấy tốc độ hơi đạt đến hơn 100. Lẽ tại sóng 2 vạch đang hơi yếu. Ở trên thế giới hiện tại thì 4G chia làm 11 kết. Tuy nhiên trên điện thoại di động thì hiện nay cao nhất chỉ là kết 6, tương ứng với lại 350 MB/s. Cái 9 là 450 và iPhone 5S mình đó thì chỉ dùng được có cái 3, tức là 150 giây thôi. Tuy nhiên với chất lượng sóng này mình không thể dùng cái tốc độ đó. 45 MB, upload 15 MB. Rồi giờ mình sẽ load YouTube để xem tốc độ như thế nào nhé. Chờ lại một clip. Thấy là cái này quá rất nhanh. Mình kiếm một clip Full HD thử. Các bạn thấy là một clip Full HD mà nó buffering rất là nhanh. Mình sẽ tua của nó chạy nó luôn, là nhanh. Bây giờ mình sẽ vào ứng dụng bản đồ vì mình hay tìm đường, để xem bản đồ nó có như thế nào. Mình dùng Google Maps. Với dạng 2D này á thì nó là chuyện bình thường, mình nó chẳng nặng gì. Vì vậy mình sẽ chuyển sang chế độ chế độ nhìn vệ tinh. Mình sẽ thay đổi liên tục, thấy không? Tua đến đâu là nó hiện hình tới liền rất là nhanh. Ở vị trí mình test thì tốc độ hơi gấp 4 lần tốc độ 3G. Bây giờ vạch sóng lên 3 vạch, mình thử test xem 3 vạch khác 2 vạch hay không, để mình biết là
chất cái tốc độ đó là do chất lượng sống hay vật đó vật, hay là do nhiều người đang sử dụng quá. À, như vậy là có thể là do maximum của Aqua 5S chỉ là 45 Mbit, hoặc có thể do quá nhiều người sử dụng. Đào lót ốp lót vẫn nhiều. Cái mạng 4G này thì khi các bạn đổi sim á, các bạn lưu ý là tại bắt điện thoại bạn phải đang sử dụng gói cứng bất kỳ, cứa nào cũng được. Do sim mình là sim rác nên á là mình phải sim phải mua một cái kẹt 50.000 nạp vào đăng ký gói mắt ép, mình có data nó mới được. Đây tôi đăng ký gói mắt ép này. Nói chung thì 4G khá là hài lòng, tuy nhiên nó chỉ thử nghiệm tại quận nhất và quận 3. Mình sẽ thử nghiệm nhiều hơn cho mình sắp tới. Cảm ơn các bạn.